chó gác Yumi, bạn có thấy hồi nãy kiếm chó gác 2 còn không ra không? Thì tới bây giờ mới lên được chó gác. Kha'Zix thì dễ lên hơn. Quan trọng là các bạn có kiếm được chó gác không? Bây giờ chó gác cho nó két như siêu nhân ý. Đái phát. Dòng chữ là cái số top hôm nay các bạn. Ồ, oh, hai Lulu kìa. Hai Nunu. Một bờ da um. Hai Warwick. Nuôi toàn con hai tiền thế này có mày hẹo sớm. Ôi ôi tiền nhiều quá. Tiền nhiều quá anh em ơi. Hai Lulu, hai Brown. Tiền nhiều quá. Hai cung rồi nè. Để coi mình chơi cái gì. Không, tính ra nếu mà bạn chơi Kha'Zix ngon nhất mà chơi không thủ luôn đấy thì là Kha'Zix, Yuumi, Huyền Trượng Đại Thiên Sứ và nón là một gạt bảo đảm chết một con. Gặp mấy con không cô lập cũng chết. Mèo bây giờ yếu lắm là không có nuôi được. Chơi Raven thì được, hoặc chơi cung thủ thì được. Cung thủ cũng được, xạ thủ thì mình không chơi đâu. Cái mẹ cứ mua cho đi. Biết đâu bài nó cứ ra xạ thủ thì cũng vậy. Đau quá, đau quá. It's all cards. Ném mẹ hải tặc ra đi, đằng nào cũng thua, yếu quá rồi.
lần nào mà chả thua. Xạ thủ meta giờ yếu lắm. Và từ từ nó ra zin thì may ra vất vát được. Đây con nhện kìa chết sớm sớm thì nó đẻ đấy. Một tiền. Đau quá. Cung ngang lăn. Hốt cái BS là ngon nhất. Chưa chắc mình đã chơi xạ thủ, hiểu không? Tại vì mình đã có hai cung rồi, mình lấy cái BF có thể mình nuôi Raven được. Lulu 2 này. Cứ để hai tặng đi, mua cung vào. Sen. Ván này là mình nghĩ là mình không chơi được Kha'Zix đâu. Nhưng mà cứ để đấy đi. Chắc anh là không chơi chắc anh là không chơi Chitana này. Bây giờ mình nuôi hơi chua. Mua con Sen vô. À bỏ Pike đi, mua con Sen vô. Bài chắc lại 1818 rồi anh em ơi, 1818 rồi. AP đồ này sao chứ AP? Thấy không, cung nè. À chóc nè. Cung cũng có nên. Thôi bỏ vào dép đi, tốn máu quá, hải tặc đéo. Toàn. Nếu muốn chơi Raven là phải auto up chết. Không có ngưng được. Giờ là được con ớt này. Và rất hay này. Bây giờ mình lấy Varus mình đép trước. Một lát nữa mình đổi sang Raven. Chỉ có vậy thôi. Lát nữa mình đổi sang Raven, bây giờ lấy Varus đép đã. Hồi toàn á. Varus mây à? Đâu có gậy đâu, Varus mây.
mắt là trường thương này. Phải rất cái gậy thì tôi chơi ba đất mây rồi. Không rất gậy, à chắc nữa này. Ma nhiều thế. Với cả mấy khung thủ ma. Thôi bỏ hai con này đi. Lưu không có xài tí bán. Giờ để đép thôi. Bây giờ tích tiền lên 50 tiền, up chết, up liên tục. Ờ, thắng nè. Giờ tôi máu quá. Dạ lỡ dồn đồ cho Varus rồi mà Varus cầm đồ này sao chơi. Ôi không chơi cung thủ đâu, bỏ ấy, bỏ ma đi. Tích tiền lại. Không chơi cung thủ đâu. Lỡ dồn rồi. Đồ này đẹp ghê á, Lulu đồ nè. Kenen nè. Ôi có Bobby 2 rồi hả, ngon vậy. Tầm này đào được Bobby 2 là hơi kinh rồi đấy. Tầm này mà hốt được Bobby 2 là hơi kinh đấy. Hãy ra ông Darius, xem ra ông. Muốn đỡ tốn máu thì úp thẳng chết lên thôi, bỏ này ra đi. Darius qua đây. Kiếm khách đế chế. Ok, ngon, đỡ tốn máu. Vậy là đỡ tốn máu lắm. Raven kia, Raven kia. Raven ngon, Raven ngon. Được, Raven ngon. Thực tế Raven cầm kiếm súng cũng được. Đổi sang Raven giờ cũng được rồi đấy. Nhưng mà từ từ. Tại vì mình cần cái gậy này để ghép cuồng đao. Bây giờ cứ để Varus đép đi đã. Ừ, đã đi hết 2 này. Bỏ Varus thì hơi phí. Bỏ Varus thì nó đang hai quỷ hơi phí. Chết sau mình up chết. Rao sau mình up chết. Lulu hiện tại cũng đang ngon.
chết cho Brown vô. Bây giờ cần cái cung nữa là được rồi, cái cung trước đi em. Cung và hai con Raven. Nó chết lên rồi. Rồi từ từ rồi. Khoan hắn roll. Sau cái round sói này là mình xả thì nó chết 7 luôn rồi, roll nó mới ra dễ ra Raven được các bạn ạ. Chắc ván này mình chỉ chơi ba kiếm khách thôi. Ba kiếm khách, hai hộ vệ, hai đế chế. Ba kiếm khách, hai hộ vệ là chết 5. Một Darius là chết 6. Ừ được. Kẹp thêm con Lulu cũng được. Gặp này hoài vậy. Ờ không chết đâu một con nữa. Thôi bây giờ xả tiền đi, yếu máu lắm rồi. Bây giờ mình xả tiền, rau này là rau xả tiền này. Sắp hết thì cũng phải chịu rồi chứ sao. Sắp chết thì cũng phải chịu. Bài không ra là thua. Bây giờ chỉ mong roll ra con Raven 2. Round này rất cung cho tôi là xong. Cung kháng phép luôn thì tốt quá. Và rất yếu lắm. Bây giờ đổi Raven được rồi. Ba món. Ừ. Cung. Ừ cung. Cung thìa. What the cung thìa. Thìa bây giờ ghép một con nào thành quỷ á. Kiếm Raven 2 gấp bạn ơi. Ừ Yasuo. Hợp lý vãi lìn. Thôi tạm để vậy đi. Leo na này được rồi. À chắc không cần đâu. Đây Raven. Bỏ Lulu đi. Rồi ôm Raven. Một con Raven nữa bạn ơi. Ừ rồi ok. Comeback. Ok rồi, có hộ vệ vô đây. Giờ team cứng rồi. Ba hộ vệ luôn, team cứng lắm rồi. Ok la rồi. Yên tâm ok la lắm rồi. Rồi đẹp. Team cứng phải liền, khỏi lo. Đại đĩa lên trên, leo nạc qua đây. Thằng á chóc thôi leo nạc cứ đứng đây đi. Tại vì lỡ bị ăn kéo. Ổn rồi, bây giờ mình lượm cái kháng phép nó là ổn. Đấy, thấy không? Anh kéo đấy. Ừ, cho Yasuo 2 nước mắt đi. Cho Yasuo 2 nước mắt với biến Yasuo thành búa. Cho Yasuo 2 nước mắt với biến Yasuo thành băng tộc. Ngon. Cái này để biến Yasuo thành băng tộc. Yasuo 2 nước mắt và băng tộc. Hợp lý nhất luôn ấy. Đừng có ham ép kiếm khách. Yasuo nước mắt và băng tộc. Còn 6 kiếm khách thì để tí nữa. Có găng lanh mà mình không mua này. Từ từ đó.
Rồi bạn giải quyết kiếm này được rồi. Ui ôi cùng đao kìa. Đéo có hít kiếm anh em ơi. Có đai máu, lấy đai máu, lấy đai máu trước. Không không, không có hít kiếm, lấy đai máu trước. Đéo có hít kiếm. Đéo có hít kiếm, đéo có gậy luôn. Gậy là cũng được kiếm súng. Nhưng mà đéo có hít kiếm. Cuồng đao là khá ngon nhưng mà mình không cần con nào cuồng đao cả. Bây giờ mình ghép con Yasuo băng tộc cái đã. Con Yasuo có thể gánh thêm được anh em, từ từ. Nè, cho con Yasuo là con Yasuo nó lên được 400 máu nữa, giờ máu nó 2200. 100% máu tối đa thành khiên mà. Ngon 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 mà. Bây giờ hiện tại mình đang thiếu 38 kinh nghiệm. Rau sau mình đốt chép mình nhét thêm Leona ra cũng được. Để máu xuống sâu không phải mình để máu xuống sâu mà căn bản là bài nó bắt yếu quá phải chịu thôi. Bài nó yếu mình phải chịu thôi. Ừ, Raven được búp. Chọn chết mẹ nó Raven. Nó xét giật không được bao nhiêu máu đâu bạn ơi. Chọn chết mẹ nó. Đau sau chết phải thêm Leona ra cho team cứng. Từ từ, tí bịt cam sau, từ từ. Để chế đi. Thấy thêm Leona là tim nó cứng cáp tí cái. Bây giờ kiếm được cái Swan là ngon. Kiếm được Swan là quá ngon. Kiếm được Swan là 3 kiếm khách. 3 kiếm khách, 2 hộ vệ. 4 đế chế đủ. Đủ á. Bỏ hai con này ra, Kata sẽ quen vào là xong. Ừ, hay lắm. Đi con Lulu đi. Chống hả bạn, Lulu thì có cái vẹo gì, Lulu thì có cái vẹo gì. Lulu thì được cái vẹo gì. Không có đam đâu bạn. Bây giờ cần nhất, ui, Brom 3. Cần nhất là con Swain thôi. Mình cần nhất là con Swain. 3 kiếm khách thôi. 3 kiếm khách thì mình chắc mình nghĩ mình sẽ bán Fiora. Bán đi. Bán Fiora đi. Sen thì mình có thể tí mình thay con Aatrox. À không thay Aatrox được, không thay Aatrox được. Aatrox nó là quỷ, hai quỷ được. Sẽ có một món vậy bạn, cho thêm món nữa đi. Ôi, đại đi. Đéo cần hít kiếm, kiếm súng, đại đi. Đéo có thời gian đâu. Cà thớt làm gì. Bây giờ chỉ kiếm, đây sen này. Phải bắt một con sen thôi. Kiếm con Swain là ngon nhất. Đây. Ờ à. Ok, xích xuống. Con này xích lên, con này xích lên. Ôi, mở lít bóp. Blitzbot hả mày? Đội hình đẹp quá rồi, đội hình đẹp rồi. Đội hình quá đẹp rồi đó.
Realm 3 nó là hết quá tủ, quá đẹp. Realm 3 là hết chỗ chê. Ui Yasuo khóa lại, Yasuo lên 2 là đẹp kinh khủng, carry mà đấng gánh hết. Bây giờ kiếm đồ cho đấng nè, cho đấng quỷ thư nó lại gánh hết. Ồ, tính ra mình có 5 món thôi, đâu có nhiều lắm đâu. Chọn hết. Cả cái lì, chọn hết. Đi. Chỉ giọt con bát chăng. Đây, round 3. Ok. Come back home. Can you come back home? Yeah. Cái le nữa, mày slot đâu mà nhét. Mày chết chín à. Có con Yasuo nào không? Cho lụm Yasuo coi. Lụm con Yasuo vui các này. Hiệp sĩ cái liền gì và đội hình chuẩn nhất rồi, đéo có lên nổi chết chín đâu. Ngồi mày đợi đến chết chín có mà tan mỏ. Đéo con Yasuo nữa luôn. Lấy đầy máu cho Yasuo. Tôi lấy đầy máu cho Yasuo thôi. Đéo có leo nè. Lấy đầy máu là Yasuo được ít 2 máu á, cứ lấy đầy máu cho Yasuo. Yasuo nó được ít 2 máu mà. Cho Yasuo đầy máu là nó được 400 máu lận. Ừ, leo nè 2. Comeback. Tôi cho Kata lên chết. Tại vì con Kata này tàng hình nhảy lên, thằng nào mới đỡ bị Blitz góc này là nó kéo được con Raven. Nó sẽ kéo được Raven. Nên tôi cho Kata lên chiến chết mẹ đi. Không quan trọng đâu. Love. Woo, Yasuo. Cố lên em ơi. Team còn trâu lắm. Ra 3 tanh được. Ra 3 tanh nổi. No! Raven! Chó điên! Raven không sao, chưa chết! Chưa chết! À, thằng Lee này nó ghê quá! Yasuo 2 đi, please! Please! Kata! Bán mẹ Darius đi đề cái! Please! À, xích Yasuo lại! Cho team chạy ra đi! Xong để Leona thế chỗ Swain hả? Để như vậy thì con Swain nó không được hai hậu vệ mà thôi cũng được. Lùn. Ừ, thằng này không nguy hiểm lắm. Mình có Raven mà. Raven này đâu có sợ lùn. Có thêm bé Brown 3 đứng tanh rồi. Sợ đéo mà thằng lùn này, chọi hết. Ok, tới đâu rồi? Đi đây.
giáp thiên thần cho con nào ta? Giáp thiên thần cho Kata, nếu Kata lên 2 được, Kata bay vô ăn đam chết xong tỉnh dậy xoáy, ok, hợp lý. Bán mẹ con Raven đi chứ để làm. Thôi vậy thôi, không có đủ thời gian đâu, chúng nó gần heo hết rồi. Swing không ngon cái ta, cho cái ta, mình nói là cho cái ta cái swing một mà làm được cái gì? Cái ta tỉnh dậy xoáy, cái ta lên hai cái đã, cái ta lên hai đi cái ta, cho mình giết thiên thần này cái ta, ừ đấy, đấy cái ta giết thiên thần, còn thằng nào sẽ bleed đâu? Vẫn còn này thấy không? Đó, nó sẽ âm mưu nó kéo mình đấy, không được đâu. Nó còn xài Blitz nên cứ để Kata đằng xíu đi. Đấy, kéo sự quên đi mày. Kéo sự quên thôi chứ không kéo được cái khác đâu, nhóc. Bây giờ đấng là đủ gánh đấy. Đấng là đủ gánh đấy, chứ đéo cần Raven đâu. Cái đội hình này là đấng cần hết. Đấng của anh đấy. Đi đi mày. Rồi, bây giờ xếp Kata xuống dưới. Kata đi xuống dưới được rồi. Hết bleed rồi. Ngày Lulua nhây vãi liền. Thằng này có sắp lên Gaba chưa? À chưa, còn lâu. Điên à, Yasuba bây giờ không úp được kỳ gì nữa đâu, để úp chép thôi. Swain xa xôi lắm. Bây giờ mà Yasuo cầm được cái quỷ thư nữa thì bá đạo luôn. Cái ta xuống dưới được rồi này. Đó, hết rồi, hết bleed rồi. Chẳng thằng nào mà đội hình nó cho bleed vào là nó toang đấy. Comeback, comeback. Trời ơi, game căng quá. Căng quá anh em ơi. Game này mà thằng nào mà kêu tôi nhân phẩm thì tôi vả vào mồm cho tí chết. Nhân phẩm, nhân phẩm hai máu. Ui, Yasuo 2 là nó khác liền. Ấy, Kata xoáy được cả tấn đam kìa, thấy không? Đùa hả mày? Đi đi mày, đi, đi. Mày là thằng nguy hiểm nhất, đi rồi, thằng nguy hiểm nhất, đi rồi. Thằng nguy hiểm nhất nó đã ra đi rồi. Thằng lùn là không quan tâm. Ê, thằng này cũng không quan tâm. Thằng này cắt thất, cắt thất bọt. Cắt thất 2 thì làm gì? Con Kennen đâu có đụng quỷ thư cho con Raven được đâu. Raven nó vẫn cân được. Quan trọng Yasuo đây này. Bây giờ mình lượm thêm cái gậy cho nó nữa thì nó cân tim. Comeback. Thằng này gặp bóng của mình nè. À không, gặp bóng bên kia. Đi. Đéo có gậy luôn, Yasuo giáp máu. Đéo có gậy thì giáp máu. Rìu đàn ẵng xà cũng được nhưng mà thôi giáp máu nghe hơn. Win ơi, gáy sớm luôn, gáy. Yasuo 4.000 máu đấy. Yasuo này là 4.000 máu đấy anh em ạ. Đéo phải 2.000 máu đâu. Kata, nhảy dưới góc đi Kata. Nhảy trong góc xoáy chịt mẹ cả thất hai đi. Thằng này ba phép. Con cả thất hai nó nguy hiểm lắm á.
đừng đùa. Con Grenade được, cứ ulti được là được. Chết mẹ là thua rồi, thua rồi. Ăn liền rồi. Rồi, Kata đéo xoáy được luôn. Thua rồi, nó cao thấp 2. Nó cao thấp 2. Mình phải xếp lại. Cái đấy là mình phải xếp lại. Mình phải xếp con Graven tiếp bên góc bên này chỗ con Kata là win ấy. Thôi không sao, comeback về là hay lắm rồi. Mình ý y quá. Mình quên mình không nhìn là nó có con Grenade. Con Yasuo mình đánh cho con Grenade nó ulti được. Mình phải xếp con Raven coi góc bên này.